Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review cho mấy anh em con game China nữa nha anh em. Thì con này là mình đã vượt quá APK nha anh em. Và con này thì free cho mấy anh em là một cái tool tiền tệ nha. Thì bây giờ mình sẽ review và hướng dẫn cho mấy anh em chơi con này nha anh em. Thì con này là con Tân Thiên Hạ nha anh em, hay còn gọi là Thái Bình Thiên Quốc á. Thì mình đã vượt quá APK nha anh em, còn tool thì còn lên gốc nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vào ha. Thì cái ạc này là cái ạc bãi xịt tin, mình đã chạy nhiệm vụ thì lên được cấp là 44 nha anh em. Vô game ha. Rồi con này là con xéo China nha anh em, ngôn ngữ China mình đã vượt quá APK ha. Thì con này khác với con ngày hôm qua nha anh em. Con ngày hôm qua là server Việt, server Revive nha. Còn con này là server China, mình đã làm vượt quá lại cho mấy anh em chơi ha. Thì vượt quá cũng rất là chi là đẹp luôn nha anh em. Đây anh em thấy cái cửa sổ nổi nè. Đấy con này con China nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi test cái tool cùng anh em ha, để mình xóa thử hết nha anh em. Thì con này là nó không, nó cho mấy anh em cái tool tiền tệ thôi, nó không có cho full vật phẩm nha anh em, nó chỉ có nạp kim nguyên bảo thôi. Thì mỗi ngày là AD China sẽ gửi quà cho mấy anh em qua thư nha, thì anh em có thể chơi con này nha anh em, sẽ chạy rất là mượt mà luôn. Hiện tại mình lock là không cần quýt phốc luôn nha anh em, con này nó có ngày hôm qua nha. Đấy rồi mình sẽ mở cái tool lên nha anh em. Đây đây là cái tool của nó ha, là tool gốc luôn nha anh em. Do cái tool này nó chỉ có tool một cái duy nhất là 300k thẻ nạp thôi, cho nên là mình không có vượt quá, mình để nguyên cái tool gốc cho mấy anh em chơi luôn, khỏi làm vượt quá luôn nha anh em, để nó không có cái gì hết. Rồi cái tên của mình là Xiaomi ha. Ở đây mình sẽ chọn cái gói, nó chỉ có duy nhất một cái gói này thôi nha anh em, gói nhân tệ này thôi. Thì mình sẽ nạp với số lượng là 9 nè. Rồi nạp tài khoản nha anh em. Thì ở đây nó có dọn thư ha, để dọn thư nó cũng không cần thiết lắm nha anh em. Rồi anh em là thấy nó có thư nè, đây nè, 9 cái nè, 9 cái 300k nguyên bảo nè ha. Rồi mấy anh em nhận thì mấy anh em sẽ vào cái gương của mấy anh em dùng nó nha anh em. Đây thì do cái này là mình đã chạy trước, mình đã test trước cho nên nó có tài nguyên nha anh em. Đây là nguyên bảo nè, để đây anh em thấy là mình có 101 dạng nè. Thì mấy anh em dùng cái viên này thì mấy anh em sẽ lên 30 dạng. Đấy thì mấy anh em tuôn xài hết tuôn tiếp nha anh em, nó chỉ có duy nhất một cái đó thôi. Còn những cái phần còn lại là AD sẽ gửi cho mấy anh em mỗi ngày nha. Thì không biết AD gửi cái gì, nhưng mà mỗi ngày các anh em lock vào thì mấy anh em nhận thôi. Đây nó cho mấy cái danh hiệu đồ nhiều lắm anh em. Đây. Anh em thấy người chơi rất là đông nha anh em. Super China mà chơi đông lắm. Đây danh hiệu quá hết nè. Đây rất là đẹp nha anh em. Rồi con này chỉ có vậy thôi nha anh em. Free cho mấy anh em là cái tool như vậy thôi. Thì tất cả các link mà để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy cho mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Looking for someone to hold, I'll be there to
Whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love. Whenever you need, whenever you need my love, need my love.